các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục phần ngữ pháp với ngữ pháp bất quy tắc chim, P. Khi động tính từ kết thúc bằng P, khi gặp nguyên âm thì p sẽ được đổi thành U. Những tính từ có phụ âm đáy là p như Tớp Tà, Chúc Tà, mepta, Riếp Tà, Ship Tà, Mép Tà, chúng ta cùng nhau xem ví dụ Nasika Achu Toyo Nasika Achu Toyo là thời tiết Nancy là thời tiết Achu là rất Toyo là nóng thời tiết rất nóng tại sao lại tớp ta thành Toyo vì tớp ta có chữ P ở đây ạ thì chúng ta P biến thành U U đi với Oyo thành Oyo Onuto Chuyo Hôm nay cũng lạnh à? Cũng ôn nên là hôm nay chua yếu lạnh Đề chua yếu tương tự cái p biến thành u và thêm ơi ô sẽ thành u yếu chưa mi ô điều yếu si hôm là kỳ thi kỳ thi khó phải không anio suy ô yếu không dễ mà ơ chê cứ ướm suy nghĩ mê uất xôi so Cái món ăn hôm qua Cơm dích là món ăn đó Ơ chê là hôm qua Bê ố xôi là mép tà Mép tà là cay Món ăn hôm qua cay phải không ạ Nè Chú cơm bê -so Vâng Hơi cay Chú cơm là hơi một chút Chúng ta dịch là hơi cay Steven C. Cà vàng cái cặp của Steven. Achu buko wotsoyo. Achu là rất. ta, Chúng ta xem ta đây là nặng. Thế là cái cặp của Steven là rất nặng. Bất quy tắc uh, có bát chim phiệp. Ở đây chúng ta có một số cái tính từ đại diện ở đây. Thì chúng ta chia ở các... Uh, Đuôi câu hoặc là từ nối ở đây thì chúng ta có thể sử dụng bảng này. Ví dụ tớp tà hay chúp tà. Tớp tà là nóng, chúp tà lạnh. Ở đếp tà là, là khó, mép tà là cay, khá tà là nhẹ, mũ cấp tà là nặng. Thì ở đuôi ayo yo tức là hiện tại thường, thân mật thì chúng ta thành là tớp tà sẽ thành Tô-Ayo, chúp tà. Chup tà 추워요 어렵다 어려워요 맵다 매워요 무겁다 무거워요 가볍다 가벼워요 và nếu mà thì quá khứ chúng ta sẽ thành là 더웠어요 추웠어요 어려웠어요 매웠어요 무거웠어요 가벼웠어요 nếu mà chúng ta sử dụng tớp tà đứng trước cô đó, đó, là từ nối thì cô này không phải là nguyên âm cho nên chúng ta sẽ bỏ chữ tà và đi với cô thôi ạ Tợp cô chụp cô ở đẹp cô bẹp cô mù cô cô nếu đi với chi man đây là từ nối nhưng thì chúng ta có nóng nhưng thì là tập chi man chụp chi man ở

ba đuôi câu ioio adosoio và sumnita morita còn cô và chiman ở đây là từ nối giữa hai mệnh đề nối giữa hai tính từ với nhau cũng có một số động tính từ kết thúc bằng piêu nhưng không theo quy tắc trên ví dụ như ipta ta thì vẫn là yposio, chập ta gặp ư thì vẫn là chapuseo. Yujin xin ư, cô Yujin, cô là cái áo choàng yposso đã mặc. Yujin đã mặc áo choàng. Jee sonun chapuseo, hãy cầm tay tôi. Chapuseo là hãy cầm chế xôn là tay tôi trường hợp cúp tà có nghĩa là đẹp hoặc là thanh tao tốp tà là giúp đỡ kết hợp với i o o, -O thì biến thành o Piup sẽ biến thành o còn khi kết hợp với các nguyên âm khác vẫn biến thành u như bình thường ví dụ tua chu xeo chờ tu miên dơ khám sai là giúp đỡ tôi. À vừa giúp đỡ đỡ tôi cho nên tôi rất là cảm ơn. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc sou.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa, trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sukhoasosmedia, bye bye.